Yasumi và Kyuke đều có nghĩa là nghỉ ngơi, vậy có gì khác nhau nhỉ? Yasumi có nghĩa là bạn để cho cơ thể của bạn được nghỉ ngơi nói chung, và Kyuke thì có nghĩa là nghỉ ngơi giữa các công việc hoặc hoạt động. Yasumi có 4 nghĩa chính. Một là cho cơ thể của bạn nghỉ ngơi. Chukareta node sukoshi yasumimasu. Tôi mệt nên sẽ nghỉ một chút. Hai, dừng hoạt động trong một khoảng thời gian, ngày và giờ nhất định. Shumatsu wa kaisa ga yasumi desu. Công ty đóng cửa vào các ngày cuối tuần. Ba, vắng mặt. Kyo shigoto o yasumimashita. Hôm nay tôi xin nghỉ làm một ngày. 4 là ngủ. Kyo wa osoi node yasumimasu. Hôm nay muộn rồi nên tôi muốn đi nghỉ ngơi. Ý nghĩa của Kyuke là tạm nghỉ trong một số hành động. Watashi no jōzi wa shigoto chiu ni yoku tabako kyuke o shimasu. Sếp của tôi trong lúc làm việc thường tạm nghỉ ngơi hút thuốc. Chukareta node sukoshi kyuke shimashou. Tôi thấy mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút. Các bạn đã phân biệt được hai từ này chưa nào? Hãy đăng ký học từ miễn phí để được học tiếng Nhật cùng Tình CC nhé. Jenny.